Người có tin đây là làn da của một người đã loại bỏ mười mấy ký trong năm tháng, không giảm, không khô và thậm chí trông em bây giờ còn trẻ hơn em cũ năm 18 tuổi nữa. Và đây chính là người bạn đồng hành đã hỗ trợ em rất nhiều trong việc tạo ra những ly nước đẹp da mỗi ngày. Máy ép chậm mini 3F Lazy Shape. Máy ép chậm size lớn và củ khoai thì em cũng đã từng mua rồi, nhưng mà nó cồng kềnh và tháo lắp vệ sinh mất nhiều thời gian quá, cho nên là em ép được một vài lần rồi em lại cất tủ. Xong em order nước ship theo ngày đó mọi người để uống, nhưng mà nó đắt lắm mọi người ơi. Riêng con máy ép chậm mini 3F Lazy Shape này thì giá chưa tới một củ khoai nữa, và dùng cho nhu cầu một người như em thì lại vô cùng hợp lý. Em cũng chưa bao giờ thấy một con máy ép chậm nào mà nó nhẹ như con này, chưa tới một ký nữa và nó chỉ có 3 bộ phận thôi, cho nên cái việc tháo lắp vệ sinh của mình nó rất là dễ. Em đã từng đọc trong cuốn sách Cơ thể tự chữa lành thì nước ép cần tây nguyên bản sẽ là tốt nhất cho quá trình đào thải độc tố bên trong cơ thể, nhưng mà em biết là không phải ai cũng có thể uống được nước ép cần tây nguyên bản. Vì thế để kích thích vị giác của tụi mình hơn thì em sẽ share cho mọi người hai công thức nước ép cần tây mà em cảm thấy ngon và dễ uống nhất. Với dứa và cần tây thì sẽ tạo nên một vị ngọt thanh. Cái hương thơm từ quả dứa nó sẽ giúp lấn át đi hết những cái vị hăng của cần. Bên cạnh đó thì dứa còn là một loại trái cây mang tính thanh lọc rất là cao, giàu chất xơ, và đặc biệt là khi dứa kết hợp với cần tây nó sẽ hỗ trợ mình làm sạch đại tràng, đường ruột của mình thông thoáng, cơ thể mình sạch hơn. Những cái dinh dưỡng từ thức ăn nó cũng sẽ hấp thụ một cách tốt hơn. Công thức thứ hai mà em hay uống là cần tây kết hợp với táo. Mọi người có thể thấy là dù cần tây có lượng xơ rất là lớn như vậy và em đưa thẳng cả cây vào máy luôn chứ không hề cắt nhỏ ra, nhưng mà con máy ép chậm này của nhà Lazy Shape nó vẫn ép rất là mượt mà mọi người ơi, không có hề kẹt máy. Chỉ duy nhất một điều là do kích thước nhỏ gọn, tuy là ưu điểm nhưng mà nó cũng sẽ khiến mình mất nhiều thời gian hơn, bởi vì mỗi lần mà máy ép chỉ ép được một lượng nhỏ thôi, nhưng mà bù qua sót lại thì cái thời gian tháo lắp chỉ mất 3 giây, cho nên là cũng coi như là huề nha mọi người. Cần tây khi mix cùng táo nó sẽ không có được ngọt như mix cùng với dứa, nhưng mà thơm lắm mọi người. Vị táo nó cũng sẽ khiến cho mùi cần tây được trung hòa lại, dễ uống hơn và em cảm thấy nó rất là ngon luôn ạ. Dạ rồi, bà nào mà muốn về dáng nhanh nhưng mà vẫn phải giữ được làn da căng bóng mịn mượt thì hãy thử tham khảo và rinh về bọn em máy ép chậm này để mà chăm sóc cơ thể mình, chăm sóc làn da của mình nha mọi người ơi.